Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí nha. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu từ vựng tiếng Anh về gia đình, tức là về mối quan hệ trong gia đình. Từ đầu tiên, chúng ta sẽ học đấy chính là từ bà nội hoặc là bà ngoại. Bà nội và bà ngoại trong tiếng Anh thì được dùng chung một từ và được phát âm như sau. Grandmother, 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 grandmother. Tiếp theo là từ ông nội và ông ngoại. Thì ở trong tiếng Anh, từ ông nội, ông ngoại cũng được dùng chung một từ và được phát âm như sau. Grandfather, 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 grandfather. Grandfather. Tiếp theo là từ mẹ. Thì ở trong tiếng Anh, mẹ được phát âm như sau. Mother. 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 Tiếp theo là từ bố, hoặc là từ cha, hoặc là từ ba, thì ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Farther. Farther. Farther, farther, farther. Tiếp theo là từ cậu, chú, bác ở trong tiếng Anh ấy, thì sẽ dùng chung một từ và sẽ được phát âm như sau. Uncle, 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 uncle. Tiếp theo là từ cô, từ dì, từ thím hoặc từ mự. Thì ở trong tiếng Anh ấy, thì người ta sẽ dùng chung một từ và cái từ đấy được phát âm như sau. Aunt, 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 aunt. Và để đạt được hiệu quả cao nhất khi các bạn xem video của mình thì các bạn hãy chú ý lên màn hình mình đã phiên âm và ghi nội dung của từ cũng như là cái hình ảnh minh họa của từ, thì các bạn chú ý vào đấy, và khi mình phát âm ấy thì các bạn nên nhẩm theo cái cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn và các bạn sẽ phát âm đúng chuẩn quốc tế. Và từ tiếp theo đấy chính là từ chị em gái, thì từ chị em gái ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Sister, 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 sister. Tiếp theo là từ anh em trai, thì ở trong tiếng Anh ấy, từ anh em trai sẽ được phát âm như sau. Brother, 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 brother. Tiếp theo đấy là từ anh chị em họ, thì ở Việt Nam chúng ta phân ra rất nhiều, nhưng mà ở trong tiếng Anh ấy, từ anh chị em họ sẽ được dùng chung một từ và sẽ được phát âm như sau. Cousin, 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 cousin. Tiếp theo là từ anh rể hoặc là từ em rể ở trong tiếng Anh sẽ được dùng chung một từ, đấy chính là cái cách phát âm như sau. Brother-in-law, 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 brother-in-law. Tiếp theo là từ cháu gái tức là con của anh hoặc là chị em của mình thì sẽ được gọi là cháu gái, và từ cháu gái sẽ được phát âm như sau. Niece, 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 niece. Tiếp theo là từ cháu trai tức là con của anh hoặc chị em của mình nhưng mà lại là giới tính lại là con trai thì sẽ được gọi là cháu trai, và cháu trai thì trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Nephew, 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 nephew. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong các cái từ khóa liên quan đến từ mới liên quan đến gia đình, đặt mối quan hệ trong gia đình.
Và trong lúc các bạn xem video ấy, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút like hoặc là comment đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Và nếu như các bạn có góp ý thì các bạn có thể bấm comment, mình sẽ tiếp thu ý kiến và sẽ thay đổi những video tiếp theo sau. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu ôn lại lần hai những cái từ vựng liên quan đến gia đình, mối quan hệ trong gia đình. Từ đầu tiên chúng ta sẽ học đấy chính là từ bà nội hoặc là bà ngoại. Bà nội và bà ngoại trong tiếng Anh thì được dùng chung một từ và được phát âm như sau. Grandmother, 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 grandmother. Tiếp theo là từ ông nội và ông ngoại. Thì ở trong tiếng Anh từ ông nội ông ngoại cũng được dùng chung một từ và được phát âm như sau. Grandfather, 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 grandfather. Tiếp theo là từ mẹ. Thì ở trong tiếng Anh mẹ được phát âm như sau. Mother, 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 mother. Tiếp theo là từ bố hoặc là từ cha hoặc là từ ba thì ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Farther, 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 farther. Tiếp theo là từ cậu chú bác ở trong tiếng Anh ấy, thì sẽ dùng chung một từ và sẽ được phát âm như sau. Uncle, 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 uncle. Tiếp theo là từ cô, từ dì, từ thím hoặc từ mự thì ở trong tiếng Anh ấy, thì người ta sẽ dùng chung một từ và cái từ đấy được phát âm như sau. Aunt, 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 aunt. Và để đạt được hiệu quả cao nhất khi các bạn xem video của mình thì các bạn hãy chú ý lên màn hình mình đã phiên âm và ghi nội dung của từ cũng như là cái hình ảnh minh họa của từ thì các bạn chú ý vào đấy và khi mình phát âm ấy thì các bạn nên nhẩm theo cái cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn sẽ dễ nhớ hơn và các bạn sẽ phát âm đúng chuẩn quốc tế. Và từ tiếp theo đấy chính là từ chị em gái thì từ chị em gái ở trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Sister, 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 sister. Tiếp theo là từ anh em trai thì ở trong tiếng Anh ấy từ anh em trai sẽ được phát âm như sau. Brother, 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 brother. Tiếp theo đấy là từ anh chị em họ thì ở Việt Nam chúng ta phân ra rất nhiều nhưng mà ở trong tiếng Anh ấy từ anh chị em họ sẽ được dùng chung một từ và sẽ được phát âm như sau. Cousin, 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 cousin. Tiếp theo là từ anh rể hoặc là từ em rể ở trong tiếng Anh sẽ được dùng chung một từ, đấy chính là cái cách phát âm như sau. Brother-in-law, 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 brother-in-law. Tiếp theo là từ cháu gái tức là con của anh hoặc là chị em của mình thì sẽ được gọi là cháu cháu gái và từ cháu gái sẽ được phát âm như sau. Niece, 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 niece. Tiếp theo là từ cháu trai tức là con của anh hoặc chị em của mình nhưng mà lại là giới tính lại là con trai thì sẽ được gọi là cháu trai. Và cháu trai thì trong tiếng Anh sẽ được phát âm như sau. Nephew, nephew,
Nephew. 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 Như vậy là qua video lần này, các bạn vừa được làm quen với từ mới liên quan đến chủ đề gia đình cũng như là hình ảnh minh họa của từng từ mới, được làm quen với cách phiên âm cũng như là cách phát âm chuẩn quốc tế của từ khóa liên từ mới liên quan đến gia đình, mối quan hệ trong gia đình. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Và trong lúc các bạn xem video, các bạn có thể bấm nút đăng ký subscribe theo dõi kênh YouTube của mình, bấm like hoặc là dislike video. Và nếu các bạn có vấn đề gì cần hỗ trợ hoặc là góp ý cho video thì các bạn vui lòng comment, mình sẽ theo dõi thường xuyên và sẽ hỗ trợ cho các bạn nhanh nhất và tiếp thu ý kiến của các bạn nhanh nhất để những video tiếp theo sau mình sẽ được tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.